Nào, mình Chiến Cầm Thành Ba xin chào anh em nha. Sao sáng nay có năm vài món về hàng về là hàng tuyến chọn đẹp xuất sắc nha. Bên em chỉ bán hàng tuyến chọn chứ không có nhập hàng lô nha. Hàng lô chỉ có con trầy, con này, con trầy, con trụa. Đây này. Ba con QS10 hai la mã và bên em về rất nhiều dòng. QS10 là dòng cao nhất nha anh em. Cao hơn dòng 2000 nha anh em, 2000 SI cũng thua mấy con này luôn, và tiếng con này cũng hay hơn rất nhiều dòng 2000. Nếu anh em nghe thì nó sự phân biệt rất là rõ ràng. Vì em này chạy tới 16 sò và công suất rất là khỏe, nặng trên 30 kg nha. Dòng 2N của Đờ Nông QS10. Hai la mã, ba la mã, ba la mã limited. Đây, sáng nay em về ba con QS10 hai la mã. Và ba la mã em vẫn còn bà đang chưa về kịp nha. Hàng là tiếng chọn thôi. Xuất sắc không một tì vết. Khi anh em mua những hàng này á, là anh em khi nâng cấp là anh em bán là người ta mua liền. Chứ anh em mua trúng hàng mà trầy trụa sức sức Mỹ á, có trầy chữ xí rồi, hàng ra là hai en hàng đời mới, chắc âm rất là sạch sẽ nha, và nó mạch vàng mà trầy một tí là anh em bán rất là khó nha. Anh một khi anh em nâng cấp là bán thì người ta không có mua, còn rất là rớt giá. Còn đồ mà đẹp anh em bán các người ta ôm mua liền. Rồi sau đây em sẽ báo giá sản phẩm chi tiết cho anh em là về ba con QS10 hai la mã có công suất là 300W, đánh 16 sò nha, nặng trên 30 kg, đánh hầu hết các lò loa. Giá em nó là 22 triệu 500 ngàn bao ship toàn quốc cho anh em. Giá này là giá chuẩn rồi anh em. Này hàng về có lít và tiền ship là tính toán này nọ là giá 22 triệu 500 bao ship toàn quốc cho anh em. Hàng thì đẹp long lanh, thiếu thùng số thôi. Hàng là không không một vết xước xẹo vậy nha. Thường thường con này về là hay bị xước xẹo với mấy cái cạnh này nha. Mà hàng em về là bên đó là phải rút nấm ra hết, cắt riêng hết cái mé về riêng là phải ráp nấm vô nha, chứ không là người ta vận chuyển là tại hết. Đây tại bên đó nó không có xốp nha anh em, nó chỉ quấn ni lông như xốp ấy thôi. Rồi đấy, hàng tiến chọn đấy, anh em mua hàng thì yên tâm, hàng đẹp về vừa nghi vừa nhìn rất là hay, khi bán thì người ta mua liền chứ không có cầu nhau gì nữa. Hàng trài trụa mà anh em bán người ta tới người ta chê là rớt giá liền, mình lỗ rất là nhiều. Đây, hàng bên em là em nhận là anh em nâng cấp thoải mái nha, vì hàng em biết hàng thế nào là em cho anh em nâng cấp thoải mái. Rồi QS10 hai la mã giá 22 triệu 500 bao ship toàn quốc cho anh em. Và tiếp tục là em về là hai con QRX 6500, hàng đẹp xuất sắc nha, hàng là hàng ship eBay nha anh em. Tích hợp cho anh em, nhiều anh em chơi đang này đánh 5 cầu loa, tích hợp cho anh em chơi hai cặp loa riêng biệt, về chỉnh hai cặp loa riêng biệt từng vế luôn nha anh em, và đánh 5 cặp loa, công suất rất là khỏe và lên đèn rất là đẹp, công size rất là to nha, size tới 60 đấy, và ngang ngửa với con G8000 nha, rất là lớn. Đánh 8 sò sét Toshiba chữ đó và sét tù độc nguồn, ruột gan thì 7 mèo, hàng đẹp xuất sắc không tì vết, bao gỗ đẹp không sức chờ nha. Hàng bên em tuyển chọn rất là kỹ, anh em mua hàng thì cứ liên hệ với số điện thoại trên. Hàng thì em bao riêng tất cả cho anh em, nên anh em khỏi cần lăn tăn cái vụ mà riêng với ông riêng, chỉ anh em xem giá hàng đẹp anh em mua. Anh em biết tại sao mà nó con có mạch vàng vàng hơn và có mà lợn hơn tí, do người, cái đời người ta sản xuất nha nè. Đấy, con trên cùng thì nó vàng hơn, hai con dưới thì nó lật lật hơn tí. Này QRX 6500 bên em có 4 con nha này, hai con tiếp tục trên đường eBay về. Đấy, anh em nào quan tâm cứ liên hệ số điện thoại trên nha. Đấy, hàng rất là đẹp. Em quay rất là chi tiết nha, anh em cứ xem thoải mái và vui lòng đăng ký kênh nếu yêu thích cái kênh của mình Chiến Audio nha. Đây, đăng ký kênh và bấm cái chuông bên phải màn hình để được thông báo những sản phẩm mới về và video em luôn up trong ngày.